Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình Vlog. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong một video clip mới nhất của mình. Hôm nay mình có quay trở lại thăm sư cô Thích Nữ Nguyên Sinh. Hôm trước thì sư cô có kể cho Tình cùng với quý anh chị bà con cô bác được biết về cái sự vi diệu khi mà cô chết đi sống lại. Thì hôm nay sư cô có thể kể lại câu chuyện đó cho con cùng với quý anh chị bà con cô bác được biết thêm không sư cô? Sư cô nói cái địa bàn Kim Sư Liễu này hồi ngày xưa á, thì sư cô tu á, đi học quý hòa thượng không à, rồi quý hòa thượng mới kể lại cái sự tích của địa bàn Kim Sư Liễu này, thì sư cô mới biết được. Thành ra địa bàn Kim Sư Liễu này á, là hồi xưa á, là quý hòa thượng á, kể cho sư cô nghe á, thì nói là dân chúng mình ngày xưa á, hồi xưa đời của Lý hồi xưa là dân chúng đi mằng á, rồi á đi xa xôi ở đồng bái rồi đó, thì vô cây cái cây đầu nghỉ ngơi là bị con chim này móc mắt hết trơn à, ông nào cũng lấy đuôi hết rồi, không có thấy được. Rồi á trong chùa mới quý hòa thượng hồi xưa người ta mới kể lại là nói với ổng là đừng có móc con mắt người ta nữa, tôi nguyện là chùa nào có thì có bàn thờ của ông, nguyện phải thờ ông đừng móc nữa. Thì trong đó thì thờ ổng thì cúng ổng thì ổng không còn móc nữa, mà chú sanh mình bây giờ mới còn được cặp mắt. Vậy là ở trong chùa chùa là nào phải có cái thờ ông này, thờ đại bàng Kim Sư Liễu. Đại bàng Kim Sư Liễu này nè đó, rồi thành ra chùa nào cũng có hết trơn á con ơi, chùa nào cũng có thờ hết á, phải thờ ổng mới được. Đây hồi xưa có cái lời nguyện gì đó. Hôm trước á thì sư cô có chia sẻ với con á là sư cô từng chết lúc 54 tuổi đó sư cô, và sư cô có thể kể lại cái chuyện vi diệu đó cho con cùng với quý chị bà con cô bác được biết thêm không sư cô? Ngày xưa á thì sư cô sống ở cha mẹ thì ở trên cây sống, mà cha mẹ sống ở trển chỉ có 4 tuổi thôi, sống với cha mẹ mà cha mẹ cưng lắm, giàu có lắm, cưng lắm. Rồi sư cô hồi đó 4 tuổi quá nhắm mắt đi, nhắm mắt dữ lắm, thành ra bị ma nhát, bị ma nó bắt da đồng nó giấu. Giấu rồi cái cha mẹ kiếm dữ lắm, cha mẹ cưng lắm, kiếm dữ lắm. Kiếm thì trong khi kiếm thì mình nhìn thấy mà cha mẹ không thấy mình. Kêu thì kêu không được, nhét nó nhét đắt vô họng mình á. Qua ngày hôm sau đưa mình xuống sông luôn. Mới trôi xuống dưới này. Chỗ này ông già dưới này ông đặt đáy. Đặt đáy mà để cá đó. Trôi ngay cái đáy ông đang đặt rồi ổng kêu đệ tử ông á vớt lên chôn đi, tội nghiệp nước nước nhỏ quá mà chết trôi. Cái tới đó cô không chịu đi, cô không chịu trôi mà giữa sông mà không chịu trôi, lẩn quẩn với xuồng ông hoài, ông giặt chừng nào xong ông lại ông sau đó ra gặp còn lẩn quẩn ở đó. Cái ông mới nắm một cái tay ông thảy vô cái xuồng, cái xuồng của ông ra giặt đáy nó nói xa cái khớp, xa khớp tay trái nó xa, nó chặt cái tay trái. Mình bào thai lên cũng vậy, cũng hơi chặt cái tay trái, hơi yếu. Nó tay mặt thì mình bình thường, tay trái thì nó làm tới xa khớp vậy. Thì lúc đó thì cô bào thai lên thì cô đổ cho gia đình bằng ăn đầy đơn lại. Thì nó lớn lên 5 tuổi, 3 tuổi gì đó, cô nhìn cha mẹ không cho nhìn. Nói mày sanh đẻ với này à, mày đâu có phải chảnh đâu mà nhìn, không cho mẹ ruột con ở chảnh, cho con xin nhìn thế không cho. Tôi lớn lên đó là 16 tuổi mới cho nhìn, mình mới là nhìn được rồi cái sống có 1 năm. Tới lưu vậy thấy vậy thôi, tôi đi tu để cầu cứu mình, tới hai cha hai mẹ cầu cứu cha mẹ mình, rồi phát nguyện đi tu luôn tới giờ. Làm sao mà cô nhớ lại cái quá trình mình chết rồi mình đầu thai như vậy thưa sư cô? Sư cô nói con nghe, hồi đó thì sư cô chết rồi cái hồn của tâm linh đó đi địa phủ,
đi cái điệu hủ mà nó u u minh minh mình cũng như chính mình vậy đó con, cũng như chính mình vậy đó. Mà cái đường lộ không phải như mình nha, cái đường lộ cao lắm nha. Cái cô chạy đi, chạy hoài tới cái chùa, không biết cái chùa hay là cái gì, không biết rồi đó, còn nhỏ lắm. Chạy tới đó cái gặp trong chùa đó mới kêu từ người vậy đó. À, bà này nè chết nè, xuống dưới đây nè, con bà làm phước. Rồi con bà biết tu cúng cơm nước rồi đó. Thì không có bằng gàm dịch, tha tội cho bà này đi, cho bà được đầu thai lên lợn. Giờ cái bà này mới cười sặc sụa, mới cười dữ lắm. Còn bà thì khóc. Tôi cũng lại tôi hỏi sao bà khóc. Nói cô bị chảnh mà gà dịch quá, cô với này cô mắc chấn gà rồi, chấn dịch rồi, không có cho lên. Rồi lớp cô tội lỗi nữa thành hình. Rồi bà khóc cái cũng mắt bà chảy máu, khóc tới chảy máu mà. Ông bà thì cười sặc sụa, tao khỏe mà cười, còn cái người mà không khỏe thì khóc. Đó, cô cũng vô cô nghe vậy đó, thì cô đi nữa. Đi tới chỗ đó ba ông đầu trâu, ông mặt ngựa, rồi một ông đầu trâu một ngựa, một ông cái đầu gì nữa đó, ba ông là mới nhậm cái chảo mà ba người nằm, người nằm sấp, người nằm ngửa chết cũng nằm đóng đó. Thì đó cô có cái tâm mà thiện lắm, cái tâm thương người lắm, mới hỏi chứ ông ơi ông sao mà quýnh ta chết nè, ông nhóm lửa làm gì vậy? Ông trả lời ông nói gì mà về lên cô còn thai lên tôi, cô cũng còn nhớ nha. Ông nói gì nè, sống ở trên trển, sống ở trên đời không biết tu, chết xuống đây tội đền tội, nấu chảo dầu mà nấu mấy người này. Cái tôi mới niệm Phật, nó Nam Mô Di Phật, cái sao nấu tội nghiệp người ta quá, sao không thương tình, không thương người, mà đó lúc đó có 4 tuổi có biết gì đâu. Anh kêu nó mày đi lên đầu ra, không đi lên đầu ra, tao giúp cái mũi dùi này, tao quýnh mày một cái nha, mày ra cho vô bụi giờ mày đi chưa. Quán hồn đi liền, chạy gần chết, chạy đi nữa, đi từng tới chỗ đó cái mấy ông kêu đi lên đầu thai đi, ở dưới này không có được. Ừ, mấy ông này quýnh chết à, rồi mới chạy lại cái chỗ đi lên đầu thai, chạy lên cái cầu. Thôi tao vớt xuống gá vớt nè, tao vớt xuống dưới sông dưới biển, tao vớt cá mập cá sà ăn. Còn tôi bên đây tôi nhắm ngàn cầu bên đây qua cầu bên kia, nhắm chạy một cái gù qua tới bên kia, tự nhiên cái lọt xuống cái lỗ gì không biết tiêu đầu thai lên. Rồi nó ngay lên thì mình biết hết trơn, gia đình người trước biết hết, người lên nhìn biết hết. Mấy ông giật mình, trời phạt con nhỏ này có đũa mấy chiếc cũng biết luôn. Ta coi y xèo trời ngu dữ lắm cô ngu. Tôi nói cái câu chuyện của cô dữ lắm, mà ngày xưa đó là chắc có thể ai cũng biết, ai cũng nghe, được cỡ dữ lắm, cười lắm. À cô đó nhìn cô mới nhìn được không thôi dễ vậy đó. Rồi cô hai người dành đi nuôi hoài, cô thấy vậy thôi đi tu đi, không có tồn tại. Thì cô nói cái tâm linh của mình đó ha, mình tu á mình tồn tại, trẻ mãi không già. Còn á hả, không tu á già khụm rồi chết xuống dưới bị tù bị tội nữa, thôi đi tu đi chơi giải thoát. Cô phát nguyện con đi tu. Vậy là con nghe nhầm rồi. Vậy là câu chuyện của sư cô là khi mà sư cô chết đi, sư cô đầu thai, sư cô nhớ lại những người thân của mình, chứ không phải là chết đi sống lại. À, chết rồi, chết thật, xuống nước té xong mới trôi xa lắm, trôi từ Đồng Kỳ mà trôi xuống tới biển Thâu Đông đó, trong cá câu á, mới Đồng Kỳ mà cá câu á, trôi xuống dưới biển Thâu Đông. Mà ông già với này ông nghèo khổ lắm, ông đặt đáy. Rồi ông vớt, ông vợ ông nắm cái tay ông giật lên, ông thấy vô cái xuồng á, ông đặt xong rồi ông mới đi chôn. Rồi ông già bữa sau ông mới đi kiếm,
Thì kiếm mày xuống, ông cũng nói tả hành dáng vậy đó, chôn vậy đó. Tử tế vậy, ông nói thôi tử tế gì được rồi để cũng. Chứ mau lên thì cũng xình. Để luôn giờ cũng mất rồi. Vậy là nãy con nghe nhầm rồi, sư cô là chết đi rồi nhớ lại kiếp trước của mình và đi tìm đúng, người thân của mình, chứ không phải rồi. Là chết đi sống lại. Ừ. Dạ thưa sư cô có chia sẻ với con á, hôm trước thì có một cái ngôi mộ của một cái người mà bị chồng phủ phàng á sư cô. Ừ. Ngôi mộ đó ở ngoài này luôn hay sao sư cô? Đó, ở ngoài đó. Sư đó. Cô có thể dẫn con đi một vòng dạ, sư đây. Cô? Dạ. Đây, dẫn cho biết cái mạ này. Mã này có mình cô biết, còn mấy ông hậu tự không biết á. Cái sự tích nó làm sao hả sư cô? Hồi trước á, cái ông chồng, vợ chồng sống với nhau sao không biết, mà bà này bà đau cái gì bà chết. Bà đau cái gì không biết bà chết đi. Rồi hình như có hai đứa con cái gì đó, không biết nữa. Này, rồi có mấy bư 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 này nè, để bà xuống. Mày ơi, tội nghiệp biết nhiêu mà nói, lòi dò lòi cẳng nó bỏ đi luôn. Thôi thối. Rồi đó cô mới cát này nè, đổ lên mấy đơn vị nè. Sau này cô chờ người thân lại, cô kêu phải mằng cái mã như gì cho có cái mã cho bả. Để tội nghiệp bả. Bỏ bả gì đâu có được. Là cái mã này nè. Mà ngày xưa là người chồng chôn hay là sao sư cô? Người chồng. Rồi bỏ luôn tới bây giờ mấy chục năm không thấy lại. Chôn mà không có quan tài hay sao mà cái chân phải lòi ra luôn sư cô? Gói bằng cái dứt điểm á. Dạ. Nghèo khổ mà. Gói dứt điểm á. Mà sao mà sư cô nhìn thấy cái chân thưa sư cô? Ảnh này ngô gà dịch nó moi lên đó con. Dạ. Rồi nó lòi chân lên nó thúi ịnh, nó lấp cát sơ sơ vậy thôi à. Nó mới thúi. Không có đắp cái phần đất mô lên luôn không. Hả sư cô? Lấp khơi lên nó bỏ đi. Dạ. Không trầm vô tình không? Đó, mới có con đó chứ. Sao lại bỏ vậy? Rồi sau này cái mộ này được xây như thế này là người con lại xây hả? Không, ông nào á, cô bác nào xây á chứ không có chồng con lợi gì chứ á. Dạ. Người thân á gì á. Họ lại hỏi tôi chỉ mới biết đi xây chứ đâu biết. Lúc mà sư cô thấy cái xác người phụ nữ đó lòi cái chân nha, lúc đó sư cô sợ không? Không. Rồi sao không biết sợ gì? Không biết sợ gì chứ á. Mà chỉ hôi thối đó nè, ngồi lúc mới là hôi thối nè. Thì sợ cái hôi thối thôi. Cô mới mua cát này nè. Nè. Cô mới thả lên một mớ. Mới hết thối. Rồi tôi chờ người thân lại, tôi nói rằng mà đút lên. Mình cũng sợ mình đút cũng được nữa. Mà tụi nghèo muốn trách luôn. Mà mình xin từ cục nháy mình đút cũng được nữa. Mà sợ ông chồng lại làm bạn là sao? Đâu có dám. Lúc cô phát hiện đến nay là cỡ bao nhiêu năm rồi cô? Lâu chứ lắm rồi cô, 40-50 năm rồi đó. Lúc đó là cô mới lỡ à. Nó lỡ bị vứt lắm, không có cây cấu gì không, không có xài bọng gì đâu. Rừng rồi không à. Cho nên nó đem lại bỏ thế đi, sợ ma nó. Coi như nó sợ ma bỏ đi luôn tới giờ luôn. Ngày xưa cái khu đất này là của chùa hay là của người dân thưa sư cô? À của người dân không mà con, người dân người ta cho. Từ đợt vậy đó. Từ thở vô vậy đó. Mà cho mấy người này bị chôn đầu đời chào nấu chứ rồi. Rồi cô lỡ cô bằng cỏ thấy bà luôn. Thấy cái năm mà ăn Tết thì bằng cỏ. Rồi đó khổ đó rồi về. Chồng này kia ăn trồng đậu, trời đó trồng đậu khổ chết luôn. Xung quanh chùa mình thì mồ mả nhiều. Sư cô cũng từng chia sẻ là sư cô có một người đệ tử từng bị nhát á sư cô. Ừ. Sư cô có thể kể lại câu chuyện đó cho con cùng với anh chị bà con cô bác được biết là đệ tử của sư cô bị nhát như thế nào không hả sư cô? Màng ô màng. Phật tử mà đệ tử nó nhát. Bây giờ nó đi lên cho đất là không, nó không gì ở đây. Nó ngủ trên cái giường, có cái giường lớn nhà mà vừa ngủ vậy đó. Nó vô, nó dung cái giường, muốn sạch luôn. Gì ghê vậy sư cô? Nó dung gì nè, nó dung cái giường muốn sạch. Cái bắt đầu cái nó sợ quá, dung vớt nó xuống luôn. Mà làm gì đó, mấy đêm nó chịu không nổi.
vô nói với sư cô nói sao mà nhát kỳ vậy, không giải thoát đi, không tu niệm Phật tu cho giải thoát đi, rồi một đầu thai hai là lên cõi cực lạc đi, nhát chi cho cái cô này không niệm Phật hay gì mà để nhát dữ à. Cái cô nói cũng niệm Phật cho lắm rồi sao nó nhát, nó rung giường con quá rung mà nó nắm nó rung cũng như cái răng rụng vậy đó. Rồi bắt đầu cô giáo nó đi bầu thai đi con ơi. Lúc đó rồi xong rồi biết sao không? Có cái câu chuyện này nè, tôi không có kể ai nghe nha. Nhưng mà tại có vui giống chú có cái duyên ha. Hơn sau đó đó là cái giường cô để nằm đó. Cái trong phòng thì nó quá ra mà giường nằm ngủ. Ngủ nửa đêm con ngu ở giờ làm sao nó con nó nước ở đây mà nước lên nó chân còn có chớp cái chùa mình vậy đó. Bắt đầu dưới nước ở dưới nó đào lên vậy nè. Ủng lên nửa đêm nha, đang ngủ mà vậy đó. Cái đào ủng lên cái cô nói ủa sao cái chùa mình nước mà đào lên vậy? Ở trên này lót dán nước ướt hết trơn luôn. Cái chùa nó đưa tới đưa luôn vậy. Nó thâu rồi rồi. Tới đây chắc nó sập xuống là mình cũng chết nữa rồi. Không biết tu tới đâu mà sợ chết đây rồi, không biết làm sao mà giải thoát được nữa đây. Cái bắt đầu cái cô sợ, hồi xưa không có đèn cũng không. Hồi xưa đèn đốt đèn á, đốt đèn dầu á. Cái nó rung quá, cái chùi rung quá, cái cô nói Nam Mô Di Đà Phật à. Chùa Tam Bảo này nhá, nếu mà tôi mà khiến cho tôi ở đây được á thì đốt nhang lo cho Tam Bảo. Không mấy ông nhát mà rung như vậy đó ha, là nó sụp cái chùa xuống luôn á, là tôi lúc dưới chùa cũng lúc luôn. Cái này là còn nước mà sụp mà rung sợ dưới là không có chân nữa con. Cũng như nhà ở nước ngoài người ta bị sập đó, mình muốn sợ gì. Cái gian giái, cái ngồi niệm Phật, gian giái, ngồi thiền luôn. Một hồi cái chùa nó đứng là cứng ngắc. Ủa, hồi nãy sao rung dữ, bây giờ sao cứng ngắc vậy? Cái cô bước xuống, cô thấy nước hen. Rồi cô bước ra hen, cô đốt đèn hết trơn. Là cái chùa mình như bằng thạch, đâu có rung dinh gì đâu, hồi nãy rung dữ. Sợ muốn chết, sợ sụp xuống. Tại vì không có, nó ngắc tới gì. Cô có nghĩ là các vị chư thiên đang cư ngụ tại ngôi chùa của mình thử lòng mình không sư cô? Là sư cô nghĩ là mấy ổng không biết thử hay là sao mà cái chùa lại rung. Như cô kể hoài cái chùa này, không biết sao mà cái chùa lại rung. Mà mình á, nước ở dưới đào lên, dạ. Ướt dán nữa. Hay là mấy ông này thử mình cái mình có sợ. Nhưng mà tôi dám mà ông nói nếu mà cho tôi ở cái chùa này thì phải ngưng lại, đừng có rung nữa thì tôi ở. Còn bằng không mà rung gì sáng là tôi còn sống thì tôi ra đi. Ngưng lại liền. Tới giờ tôi ở tới giờ không có gì hết. Đó. Lúc nãy sư cô có chia sẻ với con á, đệ tử của sư cô mà bị ma nhát á, rung lắc cái giường á. Thì lúc đó cái người đệ tử nó có biết là nam hay nữ nhát cái người đệ tử của sư cô không biết. Dạ. Nó không biết. Nhưng mà nhát đúng lắm. Đó, ở đây mà ai mà vô chùa được mới sợ, không có ai vô được. Có mình tôi rồi vô là im ru tới bây giờ. Nó ngoài đường người ta đi dẫn bò đi ngang thì nó chạy gần chết. Sợ ma. Chạy hồi xưa cái khu vực này ma dữ lắm hả sư cô? Ma dữ lắm. Sợ dữ lắm, mấy ổng sợ dữ lắm. Đó, bây giờ hết rồi con ô bầu thai chân rồi. Nè, mấy ông này bầu thai chân rồi. Nhớ này tự giận nè. Cái mộ này tự giận hả? Ừ. Nguyên nhân tại sao tự giận sư cô biết không? Không biết gia đình đó làm sao mà tự giận. Dạ. Cái mộ này cỡ 100 năm không cô? Đây nè, nó có để nè con. Con thấy dòng nó lên tới cỡ này thì cái mộ nó lâu lắm. Nè, con nó để cái bàn nè. Dạ. Mấy năm nó có để nè. Sư cô từng chia sẻ với con, sư cô có thể cảm nhận được cái âm thanh từ tiếng con vật á. Những cái câu chuyện mà nó vi diệu như vậy thì sư cô có bao giờ kể cho ai nghe không sư cô? Không, ít lắm. Dạ. Cô không có kể. Tới ăn Tết cái nó lại nó kể rồi đó, nó lại nói chuyện rồi đó. Nó nói bới sư cô, chè sau dành cho con. Nó nói gì đó. Là gần ăn Tết là gần tới dầm tới giêng. Cái bắt đầu cái ai mà lại chùa đó ha, mà nói xin nói sỏi vậy đó ha,
Rồi nói này nói kia đó, cái nói gì nè, mày muốn gì nói nữa đi, mày muốn gì nói nữa đi. Tôi nói thôi, mày xuống người ta làm chi, đi đi, đi bay đi, đi chơi đi, đừng ở đây, xuống người ta gây lộn, ông sùm người ta la trong chùa nó mất công. Nói bay đi. Những cái câu chuyện mà vi diệu giống như sư cô có thể cảm âm được những cái con vật, rồi sau đó sư cô có thể trò chuyện được với những vong linh mà anh chị bà con cô bác gửi hài cốt để trong chùa đó, để được đi siêu thoát đó. Những câu chuyện nó du di á, khi mà mình chia sẻ lên á thì sẽ có nhiều người người ta nói là sư cô này xạo quá. Sư cô có buồn không sư cô? Dạ không. Có sao nói vậy, mình nói tầm bậy cái giọng ngữ giống rồi sao con? Dạ. Rồi mình tu hành mình mang cái giới giọng ngữ hả sao? Yeah. Mà ai chửi ai mắng vậy thôi, chứ tâm của cô mắt lạnh không có gì trên cậy mà cậy nó chửi làm như làm đi, mà ai nó nặng để cô nói con nghe nghe. Có cái bà đó, bà công quả ngày xưa á, cái nít nó vô chạy ao vô vậy nè, ở ngoài kia nó chạy vô nha, cái bà công quả trong này mới dòm ra, mới nói nít đâu bữa nay mà chạy ra dữ vậy, chạy ra chùa. Cái bà đầu bà kia mới nói tụi bay làm gì mà chạy ra chùa làm gì vậy, dùng quỷ, dùng con nít vịt, quỷ dùng yêu. Cái bà nghe không có kỹ, bà nói chưa cô à, ở ngoài đó nó nói chửi trong chùa, nói trong chùa giờ ăn hột vịt, tàn luôn, ta nói mình ăn hột vịt mình nó ăn thôi có gì đâu. Chừng vài bữa sau á, bà kêu vô nó tàu con nít nó chạy vô chùa tôi la nó còn hơn gì nữa cô, hỏi la chi kệ nữa con, tôi nói con nít quỷ nít vịt. Nhớ là nghe không ngon đấy, trong chùa ăn hột vịt. Có nghĩa là nếu mình tâm không có tịnh là mình sẽ cãi nhau rồi đúng không? Cãi. Dạ. Không thôi là ra mình hỏi tại sao bà vô chùa bà chữ mình lấy hột trong chùa ăn hột vịt. Mình ra mình phải hỏi, còn này không có, đúng không có. Tâm đạm thế mắt lạnh không có cần cái gì chứ, mà không cần vậy thôi. Mà không cần là bi quan gì chứ. Để sư cô nói cho con nghe cái câu chuyện này ha. Là cái ông này là cái ông hậu tự, mà cô cũng ít kể lắm, mà nếu ông hậu tự này ông nghe là cũng buồn mình. Ông hồi đó ông cũng ở trong này mà nước không có sách nước rồi không à, ông mới xin nước trong chùa. Cái cô mới nói chú ba ơi, chú có thể ngưng lần bữa rằng tôi cúng dầm được không, rằng có đủ nước rằng giữa chén. Trời ơi, ông đứng với ông chữ liền. Ông đứng với ông chữ liền, ông nói tôi hẹn với cô 3 ngày, cô mới ra khỏi cái chùa này. Ông đứng ông dậm dọ trước cửa chùa mình nè, 3 ngày. Cái bắt đầu ông đi đầu trên ông ký giấy, mấy chục vị, đầu dưới ký giấy mấy chục vị kêu tôi đưa đi. Đưa đi cái đưa tôi đi tới giáo hội, đưa đi đi tới Linh Xuyên với tỉnh với, cuối cùng có đưa lên giáo hội. Cái hỏi tôi chứ sư cô mặt tử người ta không có vừa lòng cô, người ta kêu cô đi bỏ chùa cô nghĩ làm sao. Tôi nói nãy giờ quý hòa thượng với quý thầy xử với chính quyền các cấp xử, rồi bây giờ thì con biết nói làm sao, còn nước con đem đi câu xấu còn gì nữa, cái chuyện con không có cái gì hết, mà con nói mình con đâu có ai đâu tính, thôi giờ con xin 3 tiếng thôi. Ông hỏi xin cái gì? Nói hồi ngày xưa ông Tam Tạng á, ông bị nạn thì ông đại thiên cứu, còn con bị nạn á, hòa thượng với quý thầy quý cô cứu con không có nổi, thôi giờ con xin 3 tiếng con khỏi bi quan. 3 tiếng thôi, hỏi 3 tiếng gì cứ nói. Nói quan con lắm. Có gì đó tao có xử, tao có xử cô gì hết trơn. Giáo hội không có xử. Giáo hội nói nha, quan cái người đời á thì dễ xử nha, mà quan cái người tu á là khó mà xử nha, bị đọa địa ngục chết luôn. Nghe ông nói gì, nói thôi thà là quan ở ngoài đời, mình xử ở ngoài đời, chứ không có xử sư cô được, sư cô cứ ở đi. Rồi, ở tới giờ, cô không có nghĩ gì chứ á. Còn cái vị mà trước đây coi tự ở đây á, sư cô, hiện tại giờ còn sống không sư cô?
Phan Hữu Tự, cái ông mà thưa cô đó hả? Dạ. Còn sống. Còn sống. Rồi con biết sao không? Một tháng sau lại năn nỉ cô. Tự nhiên năn nỉ. Năn nỉ sao sư cô? Năn nỉ xin lỗi. À, tôi lỡ làm mà thưa cô khắp khắp chỗ vậy đó. Thôi giờ tôi chầu vụ tôi lại cô. Tôi năn nỉ cô tha thứ cho tôi. Nếu mà tôi có phạm nữa thì Long Thần Hộ Pháp đánh tôi ra cho ra bụi. Ông thầy thấy vậy không? Cái sư cô mới nói thôi. Tôi nói cho chú nghe một cái câu nói như gì nè. Chú quan hỷ ha. Con người người ta quýnh con ngựa chạy đi á, người ta không có sợ. Con ngựa chạy lợi á, là con ngựa nó biết điều. Con ngựa chạy đi đó là con ngựa không biết điều. Con ngựa chạy lại là ngựa biết điều, nó biết điều mới năn nỉ mình, đúng không con? Thế đó là tha thứ hết, không có gì. Chú yên tâm đi. Tới bây giờ ông tôn tôi, ông không có còn mà nói xấu nói gì. Ông quản hồn không á. Tự nhiên vậy đó. Hôm qua thì sư cô có chia sẻ cho con á, là cái vị mà coi tử á cũng từng bị nhát ở trong chùa của mình á. Sư cô có thể là kể lại câu chuyện ngày đó không sư cô? Ngày xưa là mấy ổng vô, ông Hồ Tự, mấy ổng vô chùa, ổng mấy ổng ngủ giữ chùa là chưa cái cắt gì trơn á, chùa lũi à. Còn cái bàn gì đó để vừa cho mấy ổng nằm ngủ với ta là biết lo cái chùa rồi đó. Ra giữ coi ai về đâu, người ta khiêng ta phải ông xuống đất. Ông quản hồn nó thôi, cha tôi không dám lợi mà giữ, thôi nghỉ đi, tới đâu tới đi, chứ giờ không dám ở. Sợ hôm nay khiêng ông mấy lần xuống đất, ông đó ông chết rồi. Là các vị chư thiên khiêng hay là bị những cái vong linh khiêng thưa sư cô? Cái đó là chắc bị mấy vong linh. Vong linh khiêng thảy xuống đất đúng lắm. Nhưng mà mình hồi trước đó, mình không có, mấy ông kể lại thì thôi, chứ còn cái sự mà mình thấy trước mắt, mình nói trước mắt mình mới nói. Còn mấy ông kể rồi sư cô không dám kể nữa. Dạ. Biết chặt hay là trúng. Dạ. Nói sư cô sợ giọng ngữ gì đó. Mấy ông kể nhiều lắm, sư cô không có kể. Cái nào cô biết cô kể, không biết thôi. Dạ thưa sư cô, hôm qua thì con có đăng clip sư cô lên á. Thì có nhiều cô bác anh chị nói là cái tiếng của sư cô nó sao sao. Lúc nhỏ, lúc lớn, rồi lúc mà sư cô đọc kinh hay lúc sư cô chia sẻ câu chuyện thì nó hay bị đứt quãng á. Lúc thì nó to, lúc nó nhỏ, sư cô có thể chia sẻ cái lý do tại sao mà cái giọng của sư cô nó lạ như vậy không? Mà sư cô nói con nghe là cái người mà hỏi cô đó, dạ, là kêu cô kể lại những cái vị mà tâm linh mà trong này đó, dạ, là mấy vị hồi xưa đó là mấy ông không cho kể, mấy ông giật lại. Rồi sư cô mới nhắm mắt, không mấy ông nói cái gì. Ai nhắm mắt lại gì nè, hơi gì nè, tao không nói cái gì. Nó nói thôi đừng có kể nhiều, đừng có kể nhiều. Vậy là trong lúc mà sư cô chia sẻ với con là các vị cũng đang đứng gần đó luôn hả sư cô? Ai vậy đâu Phật. Cái gì cho kể là kể, không cho kể thì kêu đừng có kể nhiều là nhắm mắt lại. Wow. Nó vậy đó. Yeah. Rồi mới có nói sao buồn ngủ, nó không phải buồn ngủ, người ta không cho kể. Hả? Gì đó. Tao không cho kể nhiều. Với mấy cái thằng lính ở trong đó, mấy thằng lính ở trong ấy đó. Kêu cô đừng kể nhiều, niệm Phật đi. Mà nhắc nhở cũng niệm Phật hoài, cũng niệm Phật liên tục dữ lắm. Nên bận tâm à, mà liên tục hoài vậy đó. Nghe cô nói ghê thiệt. Hiện giờ ở đây có ai đang đứng gần đây không cô? Cũng có. Có luôn hả cô? Gì ghê cô. Mà sư cô nói cho con nghe nha. Mấy cái tâm linh này là mấy con bằng đêm á, mấy con đừng có ra mà dòm dòm hoài đấy ha. Nếu mà giờ mỗi đêm đấy, nửa tháng là mấy ông vũ đi. Sao cô? Mấy ông vũ đi đó. Mấy ông vũ đi đó. Vũ đi là vũ đi đâu cô? Vũ đi là đi, bắt đi luôn, đi chết bắt luôn. Dạ. À. Cảm nghĩ anh sao anh Tình? Ừ. Theo như những gì mà sư cô chia sẻ là mình không nên ra ngoài những cái ngôi mộ mình nhìn chăm chú những ngôi mộ, mình không thường xuyên ra những cái vị trí đó. Có người ở đây nè, như mấy người này ta có cho người ta có ngồi trên ấy chân trên mã vậy. Mình đi ngang mình lỡ dòm bình thường hả cô? Bình thường. Còn mình dòm chăm chú vào á. Dòm chăm chú mà dòm mỗi ngày đó. Chiều chăn dạng là dòm đó, mấy ông dẫn đi chân.
Có ông đó dẫn đi kìa, kêu tôi la tôi nói sao giờ dòm quay dẫn dãn ra giờ mà đứng dòm hoài má này qua má kia có hơn nửa tháng chú quay. Trời ơi quéo là người đằng này nè không nghe lời tôi tại vì người ta có tâm linh hết trơn đó con ơi. Mới có 5 giờ chiều mà nghe sư cô kể chuyện mình nó hốc cục luôn quý cô bác anh chị. Giờ này đang đó vậy đó vậy thôi đi vô đây. Bây giờ sư cô nói con nghe nè ha, sư cô kể với tụi con một lần này thôi chứ còn ai có lợi kêu cô kể nữa cô không kể đâu. Dạ cô không kể nữa. Như nãy cô quá than à, quá than cái vụ cắt chùa. Tụi nghiệp tụi con cũng đứt ruột dữ lắm đó, cô biết. Con cũng, mấy con cũng là... Vậy là những gì mà sư cô chia sẻ với con là sẽ bị các vị chư thiên ở đây khiển trách hả sư cô? Không có, chư thiên đầu tâm hộ lắm. Nhưng mà mình thấy mình than thở quá đó con. Yeah. Thì người ta có người ta nói mình biết cái thật tình hay không. Rồi nhiều người ta nghe được cái clip người ta nói buổi sư cô này khổ lắm sao mà than gì? Mình cũng sợ vậy đó con. Có khổ hay không thì mọi người cứ đến ngay tại chùa đi. Ở dưới Đà Phật. Cứ đến ngay tại chùa khảo sát thử đi. Ở dưới Đà Phật. Sư cô không có sợ gì chứ. Mình tránh mình không có sợ lửa con. Vàng thì không có sợ lửa mà nói gì đó. Mà nó dập cô thì cô không sao. Sư cô nói giờ gốc cây giúp keo gốc cấu cô ở cũng được. Mà không có cơm có gạo ăn thì cô hái rau luộc ăn có gì đâu cũng sống à. Hôm qua thì sư cô có chia sẻ với con á, sư cô đi chợ mỗi lần cỡ khoảng 5-10 nghìn á, vậy thì 5-10 nghìn mình sẽ mua được những gì mà sư cô lại dùng được trong 2-3 ngày? Sư cô nói rồi nghe ha, sư cô lại nói à, bây giờ chú bán cho tôi ngói sen đó, chú bán cho tôi 200 gram thôi, có mình tôi ăn à, 200 gram đi. Bà các bạn sư cô này sao mà mua có 200 gram ai bán trời. Nó kêu chạy vậy đó. Thôi bán nhiêu tôi mua nhiêu. 200 gram có mấy ngàn bạc, 2-3 ngàn bạc à. Rồi cái bắt đầu nó bóc nắm nó cho. Bóc nắm nó cho. Rồi cái lại mua cái kia mà có cái thằng đó nó bán đồ giải kệ. Rồi lại mua nó bán cái kệ. Có nhỏ nó bán à, còn mấy người kia bán thầy cả, mặc cả. Không dám mua mấy chỗ khác. Là ngày đó nó qua vừa bán gì cho nghiệp hết mẹ ngô ở đây đâu có tốn cái gì đâu con, tốn ngày cơm cô còn không ăn không phải nấu dân để tử đi à. Rồi cái bắt đầu cái tảng sáng cái cô chạy ra ngoài đường á mua tô bún bán 7 ngàn con, 7 ngàn cũng ở mắt nha, cũng lắc đầu kệ. Hôm qua sư cô có chia sẻ là sư cô trồng mai bán á, thì cái cơ duyên nào đưa sư cô mai để bán thưa sư cô? Mèn ơi, sư cô nói con nghe, người ta cúng dường cây mai, cặp mai đẹp lắm, cô để cô chân, rồi cái cô đi công chuyện ở nhà chở mất tiêu, tới chừng ăn Tết, ủa mai không có, mà chùa không có bông, chở mất tiêu cặp mai à, cô thấy như vậy. Cô đi lại đằng cái chỗ người ta trồng mai á, cô mua. Nói giờ bán cho tôi đi, tôi không có tiền. Bán cho tôi đi rồi tới gần tôi trả, ăn Tết tôi trả cho. Không bán chịu đi. Thế nói vậy tôi bán chịu cho cô. Bán chịu cái ông đó ông cho tiền tôi trả cho ông, rồi tôi được mấy cây mai đó. Được mấy cây mai đó. Rồi tôi săn sóc rồi tôi hỏi ông ương mai làm sao, ông chỉ cho tôi ương với. Ông chỉ tôi về tôi ương rồi cái tôi đi mua mai con đó. Tôi ương đó vài cây mai vậy đó. Chết à, ông làm gì tôi làm nữa. Thế tôi mới xin ông lon mai. Cái gì tôi ương cái tôi ương đó, tôi ra vậy đó. Ông ơi, tôi hỏi chú bán một cây mai này nhiêu. Ông nói 5 ngàn. Nói tôi về tôi cũng bán 5 ngàn nữa mà tôi ương. Ông ương mấy năm, ông nói 2 năm đó cô. 1 năm thì nó nhỏ gì, 2 năm được cái dài là 5 ngàn. Mà tôi ương cái số nhiều lắm cô ơi. Rồi tôi ương rồi tôi làm giống rồi tôi uống luôn đó, ông nói vậy. Thì nên tôi khỏi uống. Tôi ương vậy đó, tôi ai lại mua thì tôi bán 5 ngàn giống chú, tôi kiếm tiền mua tủ ăn. Mua chao rồi ăn. Có thu nhập chưa sư cô?
chưa, có chút xíu nhập gì. 2 năm nữa mới thu nhập đó, 5 triệu, được 5 triệu đó. Ở trong suốt mùa dịch đó, Phật tử cũng không có đi tới lui được, cô vượt qua như thế nào thưa sư cô? Chàng ngồi có mùa dịch nên nói cưng nghe nha, thấy cự lắm. Tháng nay mùa dịch ai người ta cũng phát gạo, phát rau ăn. Còn mình sao không có cho chàng. Mà thôi để nhường cho mấy người bệnh đi. Có mình ăn nhiều đâu có ăn hết. Kêu đầu cái không có cái thằng mà nó bệnh đó, tao phát cho nó, tôi chạy lên tôi xin. Mày cho tao nắm tao ăn nhé, tao luộc tao ăn. Bị người ta cho nó đó. Dạ. À, cái mùa dịch không ăn uống chứ ít ăn quá à. Sao kỳ quá, sao cô cái này ít ăn quá à. Ăn miếng cơm gì nè, là nhiêu cơm gì nè, là luộc rau nè, nước đổ vô nè, ăn rồi xong. Nhưng mà ngày qua 2-3 ngày nay có bà Phật tử với lại 2 ngày đã nấu cho cô cái chút chút thôi, còn y thinh chứ không có ăn, ít ăn. Hôm nay thì Tình có đến thăm sư cô, thì được sư cô chia sẻ cho Tình những câu chuyện tâm linh cũng như là suốt quá trình mà sư cô vượt qua mùa dịch. Địa chỉ thì Tình có để trên màn hình số điện thoại của sư cô, thì quý cô bác chị có thể liên hệ trực tiếp cho sư cô. Sư cô có một cái tâm niệm cuối đời, đó chính là xây sửa lại cái mái chùa để không có bị mưa dột ướt các vị Phật. Quý cô bác anh chị yêu thương sư cô thì có thể đến trực tiếp tại chùa, bởi vì sư cô cũng có một điều trăn trở là khi mà sư cô chia sẻ thì sợ mọi người nói là than thở. Vậy thì cô bác anh chị không tin thì có thể đến trực tiếp tại chùa. Chùa của sư cô thì cũng xa xôi vắng, mà có Phật tử đến chùa thì sư cô sẽ càng vui hơn nữa, đúng không sư cô? À, vậy là Phật, đúng. Dạ. Quý cô bác anh chị yêu thương kênh thì hãy ấn like cũng như đăng ký và chia sẻ nhiều nội dung lên trên Facebook.